xin dừng để cho mừng toàn thể quý vị hoàng chúng ta rồi, và đã bị bạn, hoàng đã đưa ra một vài dứt điểm ngay vậy sở f 1 họ đang đánh chặn với những pha tấn công cơ hội không vào một pha dứt điểm từ xa rất tốt khá nguy hiểm liên tiếp là những trận áp sát khủng cầu của các thủ bên phía không thêm gì đối với các thủ bên phía bay sáu f 1 chúng ta hãy cùng theo dõi lại pha bóng vừa rồi với một cái lý khá hẹp hay mà viết khoan cũng đã đưa ra một pha dứt điểm đưa sao? bóng lên phía trên rất tốt của người đội trưởng cơ hội dứt điểm không vào một ruộng dứt điểm ở hành cánh phải một quả với một góc khá hẹp nhưng cầu thủ bóng đá số 10 đó sẽ là vị trí của trường nhân vẫn có thể đưa ra một pha dứt điểm về hướng cung cầu của thủ thành phương đào bạc chúng ta hãy cùng theo dõi lại pha bóng vừa rồi một khoảng sống mà trường nhân đang hai cùng với người đồng đầu của mình đó chính là vị trí của hữu giang không bầu một pha dứt điểm bóng đã đi chết với khung gỗ trong pha bóng vừa rồi và chúng ta hãy cùng theo dõi lại pha dứt điểm đó có là là pha dứt điểm đến từ vị trí vẫn chưa của... thể đưa ra một cú sút về hướng khung gỗ của các cầu thủ bên phía bãi xã bầu cơ hội không bầu vẫn chưa thể chiến thắng được thủ thành tấn thành trong pha bóng vừa rồi Tấn Thịnh vẫn đang chơi rất tốt và rất tập trung trong những tình huống dứt điểm của các đội bên phía không tên. Cố định và không ai khác đứng trước tình huống đá phạt này sẽ là vị trí của Trường Nhân. Có vào Một đội bóng đã đi sệt và đi sát với khung gồm trong vài dứt điểm vừa rồi của trưởng Nhân. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại tình huống vừa rồi Không có một cầu thủ nào Phải chạm bóng của cháu. không có màu Đó là một tình huống chạm đầu đến từ vị trí của Ngọc Duy Chúng ta hãy cùng theo lại Dõi lại những pha bóng mà các thủ ở Họ đang chơi rất chủ động về những tình huống treo bóng bóng. Dứt điểm và là chừng dứt điểm vừa rồi đến từ vị trí của mai anh về được vào trong đội trưởng hoa hải nhả bóng rất nhịp nhàng Trường Nhân! lần này thì không thể cản phá được với pha đá chân vừa rồi đến từ vị trí của trưởng nhân cầu thủ bóng đá số 10 và ở phút thi đấu thứ 35 của hiệp thi đấu thứ nhất thì với số đã được bóng vừa rồi và lập công đến từ vị trí của trương nhân chúng ta hãy cùng theo dõi lại pha bóng vừa rồi với những pha phối hợp rất an ý của các thủ cầm nói đúng hơn là đầu trong pha, Đấy, pha bóng vừa rồi chuyển về ch dành cho minh khánh sẽ vào thủ tấn công cơ hội chúng ta hãy cùng theo dõi lại pha bóng mà các thủ đen họ đã có một pha thủ đúng tấn, tấn công mà các thủ không tên trong những giây phút đầu tiên của hiệp đấu thứ hai này cũng đã có những tình huống băng phá đặc biệt là hai cú sút về hướng khung gỗ của thủ thành trường thịnh xin lỗi thủ thành tấn thịnh nhưng chúng ta hãy cùng theo dõi lại pha dứt điểm vừa rồi lực rất tốt bộng với một quả gọng chi đã đưa ra một pha dứt điểm nhưng lần này thì bóng lại tìm đều ngay vị trí mà thủ thành tấn thịnh đã chọn sẵn phản công lên dành cho các thủ cầm một pha đưa bóng đi quá mạnh chúng ta hãy cùng theo dõi lại pha bóng vừa rồi một tình huống cho khe và cọc gì là người đã băng xuống thì chúng ta hãy cùng chờ đợi trước qua đá phạt này có vị trí cơ hội và như vậy thì vậy cú dứt điểm vừa rồi thì cũng đã mang về bàn thắng cho các cầu thủ bên phía bảy f một và đó cũng là cú đúp dành cho trường nhân cầu thủ mang giá số 10 một tình huống đá phạt cố định thành công mang về bàn thắng dành cho trường nhân chúng ta hãy cùng theo dõi lại bàn thắng vừa rồi ngọc duy không bầu. một khoa dứt điểm nhưng lần này thì bóng đã thêm vào chân của các thủ cam dứt điểm liên tiếp là những pha bắn phá những tiếc thay vẫn chưa có bàn thắng có thể mang về chúng ta hãy cùng theo dõi lại pha dứt điểm đến từ vị trí của ngọc ghi bình tây một cú sút bóng đá bài đi quá xa về pha ra chân vừa rồi đến từ vị trí của Bình Tì một vòng mà người đồng đội đã nhả bóng trở về tiếng... đội trưởng Hoàng Hải áp sát rất tốt cơ hội vâng bây giờ đây thì các thủ bên phía không tên họ cũng đã có bàn thắng để rút ngắn tỷ số xuống cho trận cầu này Chúng ta hãy cùng theo dõi lại pha dứt điểm để tiêu chí của Thái Nhỏ Mặc dù cũng đã có Vâng, xin chào HK Phim Xin cảm ơn HK Phim đang cố vụ cho ekip của chúng tôi Một cơ hội lại đang được mở ra vừa rồi nữa Đây, Chúng ta hãy cùng theo dõi lại một pha bóng mà các cầu thủ bên phía cơ không? hội tìm kiếm bàn thắng thứ hai không vào một sút bóng đi rất càng những tiếc thầy lại là một vòng đã đi ra ngoài và chúng ta hãy cùng theo dõi vài mưa lại pha dứt điểm vừa rồi câu trả lời xác bẻ cũng như là một thủ hội mở thư dành cho các thủ ở đang cơ hội không bao? À. có lẽ ngày hôm nay với những cú sút và các thủ ở đen không phải là tìm kiếm vào khu vực khoảng trống của khung gỗ mà lại làm những tình huống sút vào cầu dọc hay là xa ngang để chào bóng trước đi ra khỏi khu vực thi đấu chúng ta hãy cùng theo dõi lại pha bóng vừa rồi rất đáng. một pha chạy bóng đã đâu không vào một pha đánh đầu bóng đã bay đi vót xa trong pha bóng vừa rồi chúng ta hãy cùng theo dõi lại Đợi lực dứt điểm từ xa không bầu một cú sút mà địch lực đã ngắm nghĩa rất kỳ nhưng tiếc thay và bộ bóng vừa rồi đã đi không chuẩn xác cũng như ý của anh đưa ra để trưởng đó chính là hoàng hải đến nhân trưởng nhân Thằng người đã quạt bóng trong không bóng vừa rồi Dứt điểm ngay, không bầu. một pha phối hợp và một ruộng chạm bóng sát với khung gỗ xong hòa bóng vừa rồi thì vẫn chưa thể mang về bàn thắng tiếp theo cho các tù bên phía 76 f 1 vẫn sẽ làm sinh nguyện vẫn là sinh nguyện cơ hội đi đôi phương Đồ bạc đã lao ra nhưng lần này thì không thể giúp cho mà lưới của các tù bên phía không tên không phải vì rung lên nữa mọi người lập công đó chính là đội trưởng hoàng hải tỷ số được gia tăng lên 3-1 cho các đội bên phía 76 F1. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại bàn thắng vừa rồi. Một số à, băng xuống và một pha xử lý rất tốt. Chúng pha bằng bật của các thủ đều đèn cơ hội đi rồi. Dứt đi bàn thắng cũng đã mang về cho các thủ bên phía không tên. Đó chính là vị trí của Ngọc Duy hai ba cách biệt được ruộng ngang xuống là còn một bàn nữa mà thôi chúng ta hãy cùng theo dõi lại pha dứt điểm vừa rồi một pha xử lý rất tốt đến từ cầu thủ với trang họ thực hiện một thủ ruộng đã vào góc này để mang tìm kiếm bàn thắng pha đầu bóng xong vẫn không có một ruộng đánh đâu nào Vẫn và như vậy thì lúc này trong tay cũng đã thỏa hồi coi kết thúc trận cầu giao hữu giữa 76 F1 cùng với không tên FC chiến thắng trước các cầu thủ không tên với tỷ số là 3-2 xin chúc mừng các cầu thủ bên phía bảy xá 1